phải gọi là anh ổng. Đây đổi tên từ kia ổng đó. Đây làm nam mà. Đây làm nam mà tên gì vậy? Đây làm nam không được, phải lấy cái tên thật là nam là nam tính. Ủa sao chị thấy nó mới gỡ tóc mình thấy dữ cái gì vậy? Sợ tóc đó ba. Tại vì mới bệnh xong sợ tóc nó rụng mất. À đúng rồi. Dựng lại. Tao mình cái tên gì? Đục mí xíu đi. Lấy tên làm là em tên là Nhã Trầm. Dạ. Ủa cái nào cái nam nhã không nhã được thì không nhã, không nào không cầm được thì cầm đúng không? Nhã Trầm. Nhã Trầm cái tên nam tính quá vậy. Cái nhã được thì không nhã. Ủa cái nào không nhã thì nhã. Má quên mẹ rồi. Sợ sẽ thấy nó rối rối vậy. Ví dụ như nhã được thì nhã, còn cái đầu cầm được thì cầm. Đó tên nhã cầm cái là nay chị Quyền làm nam. Vậy chị có đặt tên danh nam của chị hôm nay chưa? Hả? Hôm nay chị lấy tên là gì? Trời không biết tên chị nữa. Anh Quyền. Tên gì vậy chị? Lấy tên là Nguyễn Trọng Chí đi. Đây lấy tên Nguyễn Trọng Chí được không? Lấy tên Nguyễn Trọng Chí được không? Hay là Nguyễn Trọng Chí? Ôi chị đó lấy tên là Hoàng Thắng. Ủa? Lý do? Lý do tại sao? À tên nó hay đúng không? À Hoàng Thắng ơi. Đó là Hoàng Thắng hả chị? Hoàng Thắng. Về đó chị ổng sẽ tin lời. Ờ. Về đó chị ổng với mọi người sẽ ra chung với nhau. Hoàng Thắng lợi. Toàn thắng lợi phải không? Toàn thắng lợi hả? Chị đáp mình đặt tên là Lợi đi. Ổng ơi, lấy tên cho em rồi. Hồi đó bà Quyền là toàn thắng lợi. Em tên Lợi. Ờ, hai chị em ra là toàn thắng lợi. Vui đi. Để đi, bé Tư. Tư, là biết hiểu. Tiếng hát, bạn hương thấu, toàn thắng. Cùng giới, Lợi, toàn thắng lợi. Rồi chị cứ lộn bước ra. Hồ bố Hồ Bắc Hải chị. Toàn thắng lợi. Mà ở Bắc Hải chứ phải ở Thành Thái chị. Tên này là men lắm luôn á ổng. Không, tên Lợi là men lắm không? Rất men. Quá men đúng không? Này, có không? Thứ ba rồi. Thứ ba rồi hả? Có một lần rắc nguyên với Lumi là làm nam lần rồi. Ờ, vậy hình như lần đó không có chị sao chị không nhớ ta chị nhớ. Có một lần rắc nguyên, diễn rắc nguyên với Lumi làm nam. Xong rồi lần bữa học cải lương là lần thứ hai rồi. Ờ, vậy là lần thứ ba. Cho nên là mình phải lấy một cái tên mà nghe vô là phải biết là con trai liền. Hãy lấy tên nam đi. Không, tên nam. Đồng tính nam. Kỳ vậy. Tên gì kỳ vậy. Trời ơi, mới đầu nghe còn được đường. Cái khúc sau nó kỳ quá. Tên nam, tên đầy đủ là đồng tính nam. Có được thấy không vợ? Dạ. Không quen đúng không? Thôi cho nó mượn cái lượt rồi. Mà hình như em có duyên với làm đóng vai nam đúng không? Có duyên giống vai nam rồi đó, ba lần rồi đó. Nè, cái điểm nè. Có mắt màu hồng nè. Có. Ừ, sao kỳ vậy? Có mắt màu hồng nè. Sao chạy vậy? Sao con trai đến mắt màu hồng kỳ vậy? Cho nó còn một chút nữ tính để gì nữa. Không. Gì? Unicef hả? Giải tỏa cái sân bay. Quy hoạch. Vậy ta xong rồi đó, trời ơi. Này nó ok hơn. Đúng rồi đó. Này nhìn nó chân thật hơn cái này. Trẻ lại đi, lấy được trẻ, trẻ lại tém lại cái máy. Chải là xong mới tém. Đây là tóc thiệt, nó ẩn với mọi người. Quá thiệt luôn á. Tóc thiệt mà. Ừ thì chị nói thiệt mà, chị có nói gì. Không phải tóc giả nha. Chị không hề nói có chữ giả luôn mà. Em lại xóa cái nào cái thấy quá. Chửi mẹ mày. Tiếng chửi đó tiếng muốn quả chửi. Chị sẽ để cái hình quả vô cho nó. Mẫu đẻ. Mẫu đẻ. Mẫu
Trọng Quang, huyện Trọng Quang. Trọng Quang. Trời ơi, giống cái lộ quá nè. Của người nha. Có phải là em làm hình tự của lộ không? Giống giống. Đúng rồi, cái tâm giống cái trang lộ. Ừ. Mẹ đang đang làm mặt. Cái mặt này đàn ông chưa? Cấm nhung nha mọi người. Cấm nhung quá em. Cấm nhung chứ phải ai đâu nha. Tao thử cái gì. Nó xa lạ không? Bữa nay em là một trong tứ đại mỹ nhân của đoàn. Trời ơi. Chị không nhận ra em luôn. Làm lại không đi mà nói chuyện. Chị Nhung. Chị Nhung. Tôi cho mình là Thúy Kiều, vợ của anh Kim Trọng nha mọi người. Bữa nay anh Trọng anh bận cho nên là vợ anh đi hát thôi. À đi hát thai phải không? Mình là Thúy Kiều nha mọi người, hãy bên Trọng cho mình. Bây giờ chưa biết như vậy. Em là con gái. Em là con gái. Em là con gái, em là con gái phải xinh. Đó, em lấy tên gì? Em lấy tên là Nhã Cầm. Nhã rồi là không bao giờ cầm lại. Ai ơi, từ đầu tiên đâu mà ngồi. Quỷ ơi. Đi tới giờ kìa, giờ giống cầm quá vậy ta. Anh Đạt. Anh Đạt ơi. Kỳ vậy. Anh Đạt. Anh Mậu Đạt. Đúng rồi. Giờ đi với chấm độc này hả? Ừ, ngon quá. Ủa, có cái... Để đầu im coi. Dạ. Trời ơi, hồi nãy chị mất chút cái nó kìa mà chưa thấy đâu. Thôi nó quay coi, nó quay lại luôn, mình lưng hết trơn á. Lần đầu tiên ta làm nữ mà. Lần đầu tiên anh cho em kìa kìa. Rồi coi kìa. Bỏ lẻ ra cho ra kìa. Mẹ em quá chú Quyền ơi. Buồn mấy giờ. Cho ra kìa. Tai giống là OBD boy. Trời ơi trời. Đó cho ra kìa con đi. Khi nào anh cưới vợ nè. Cái tóc của bà Nguyên nè. Ờ. Bà mua mấy triệu á. Bà Thông mới đưa cái bà Châu á. Bà lấy. Ngày qua bà Châu mới đem lên nè. Trời ơi trời. Ừ. Em cảm giác sao một lần đầu tiên làm nữ sao hay sao? Mắt giả nặng, mi nặng, chưa đâu mà mắt còn. Ờ, thế đâu còn. Mắt buốt, ôi trời ơi. Thật sự là để các bạn nữ trong đoàn rớt rất nhiều lên là. Nên là các bạn nam tụi em là nữ luôn. Cái hộp bán vé là tụi em là phải nhìn cho mọi một cành, gồng cành cho các bạn. Tại vì mắt buốt nó rất là đau chân. Đúng rồi. Đội tóc giả nè, mặt còn độ rất là nhiều thứ bên trong. Phụ tùng thêm nữa là phụ nặng nữa. Còn nam thì nó khỏe nó ít hơn. Nên là các bạn nam tụi em là phải bán vé tụi em bán nhiều hơn mà. Cho các bạn được mẹ và được, nói chung là làm nữ rất là cực, rất là khó. Hơn hơn là làm nam. Đó, hỏi làm nam hỏi chị Quyền coi này. Đó. Châu Gia Kiệt đó mọi người sẽ được gặp gỡ anh Châu Gia Kiệt. Chị nói là anh Châu Gia Kiệt nha, anh Châu Gia Kiệt cũng đây nè, hỏi tên gì đi. Tên gì? Đây nè, chị hỏi thử tên gì đi. Nãy chị hỏi rồi. Thủ. Nhã Cầm. Nhã Cầm. Nhã Cầm, Nhã Cầm, tên là Nhã Cầm. Nhã Cầm chị Quyền biết gì thích Nhã Cầm. Cái nào mà nhã thì không nhã, cái nào cầm được thì cầm. Cái nào mà không nhã thì cầm, cái nào cầm được thì không được nhã. Nói gì vậy? Nói vậy. Nó bị nó bị rối luôn rồi. Rồi. Để cho 100 năm kiều là kiều. Rồi đó kiều không thuộc kiều kìa. Na kiều không thuộc kiều kìa. Cái gì vậy? Làm tóc. Nói gì nữa không? Nè, tóc nữ chứ làm không? Tao biết làm, nội vô chứ tao. Nội vô chứ làm gì nữa má. Mày đâu có tài đâu. Nè, bấm thôi. Nội cái lưới vô. Nội cái lưới vô còn mày. Nội đội lưới để gì luôn. Tài gì không? Thì đâu hay dưới dạy đó nha. Cái đó là để tủ vô mới biết. Tài sướng. Em đòi nó mới tọt luôn.
còn phải còn phía sau á. Đây nha. Làm cho nó này. Còn phía sau á, còn kỹ sư đỡ đẹp. Thank you. Thú vẫn chưa biến hình được. Trời ơi, thú biến hình gì với cái mái tóc dài này đi. Tóc em nó buộc lắm, khó làm đó. Được đâu? Được, kêu quả kìa. Em không chịu chảy phụ nó dũi chút cho những nhà cơ. Đâu có, chị Dung nó dũi rồi đó. Dũi lại không? Mi này nói mi. Lucy đem một đống phụ kiện tới. Cái này em mua từ hồi mà em còn chưa có chuyển giới. Quá trời phụ kiện rồi. Ông tai rồi nè. Ồ, đồng tư chưa? Đóng luôn nè, cộng cộng một cộng dây cổ kìa. Dây xích á. Này nè. Lấy em lấy cái này đi. Đeo dây xích vô. Em theo cho chị em mượn. Tại vì bình thường đi diễn đâu có ai giả trai đâu. Ờ đúng rồi, bữa nay mới dùng tới nè. Mọi người bữa nay không có làm, em không có làm hoa hậu. Em là Nam Dương. À em là Nam Dương. Em cái này nè. Tóc của em. Một trái tim vừa, một trái tim khô, một trái tim mùa đông đó. Đeo trái thôi, cái gì cũng. Đi gà đi phát. Ê đem quay giờ nè. Lấy giờ. Kỳ vậy. Làm nam mà mặc đụng mông là sao? Hai cái luôn. Kỳ vậy. Mà đụng rất dữ vậy mẹ. Làm nam mà đụng hai cái quần đụng mông thì sao vậy? Nãy nãy lời ngày còn cái gì vậy? Rồi. Dân lấy hết rồi kìa. Mẹ lấy hết rồi kìa. Diễm nè, em lấy tên em là gì? Hà Dân Quý. Hà Dân Quý luôn. Bữa nay cho Thí Diễm ở nhà rồi. Em là Thí Diễm thế Thí Diễm. Em là gì của Thí Diễm? Em là anh của Thí Diễm. À, em là anh của Thí Diễm. Em là anh buộc của Thí Diễm. Anh mang Diễm thế Thí Diễm. Thí Diễm bệnh rồi. À, cũng bệnh rồi. Diễn tả đã biến thân xong. Xin đó mọi người. Không có không quen có vú. Ê, bấm cái gì mượn cái gì bấm thà bấm thôi. Quả phi hình dương lậu Lucy Lumi.
từ câu cao bảo ngào kim chào xung tâm mưa quá không đi được. Ở đây có còn mưa không? Ấy cũng còn mưa nhưng mà mưa nhỏ à. Anh Quý nè, anh Quý mặc đồ da đổi qua đi, cái áo này của mê của Si là phải đi qua. Cái này không bóng khác.